Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Euro bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi những tin tức về các trận bóng. Vì vậy, Mr. Euro là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Euro thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào! Các pha lập công khi trọng tài sắp thổi còi mãn cuộc trong những trận bóng đá thường đem lại chuỗi cảm xúc khó quên cho người xem. Và những màn ăn mừng bàn thắng của cầu thủ cũng mang lại cảm xúc không kém. Đặc biệt là khi các chân sút đưa màn biểu diễn của họ lên tầm bá đạo. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những pha đá phạt thành bàn cuối trận cùng khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng của các trận cầu. Shunsuke Nakamura là cầu thủ người Nhật từng khiến người Âu phải nhìn khả năng đá bóng của người Á bằng một cặp mắt khác. Và đây là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Kilmarnock từ một cú đá phạt trực tiếp của anh ở phút 90, qua đó giúp Celtic bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia hồi năm 2007. Lucas Biasson đã ghi một siêu phẩm bằng cú sút phạt thần sầu ở giải đấu Bundesliga vào mùa 2014-2015. Đó là pha lập công đáng kinh ngạc vào phút cuối khi anh giúp Frankfurt giành chiến thắng 2-1 trước Hamburg SV. Lúc ấy, cú sút đẳng cấp từ khoảng cách 30m vào góc chữ A khiến thủ thành Hamburg cũng chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Trong màn rượt đuổi tỷ số 3-3 ở bảng B World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đã hoàn tất hat-trick của mình bằng một pha đá phạt trực tiếp thành bàn, qua đó giúp Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha. Phút 88, sau khi mang về quả phạt chính diện cho Bồ Đào Nha ở cự ly hơn 20m, CR7 sút bóng cuộn qua hàng rào vào góc chết, khiến De Gea đứng như trời trồng. Nhiều năm trước, tiền vệ tài hoa David Beckham đã tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu làm nổ tung cả cầu trường, khiến người hâm mộ bóng đá Anh sướng như điên dại khi tuyển Anh gặp Hy Lạp ở trận đấu cuối cùng của chiến dịch vòng loại World Cup 2002. Phút 90+3, tuyển Anh được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành thủ môn Nikopolidis rất xa, hơn 30m. Trong lúc rất nhiều người hâm mộ bóng đá Anh ôm đầu ôm mặt thấp thỏm, Beckham đã bình tĩnh đặt bóng và tung cú sút cầu vòng vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Nikopolidis chỉ biết khuỵu gối nhìn bóng bay vào lưới. Rooney đã giải nghệ, nhưng những bàn thắng của anh vẫn còn được nhớ mãi. Một trong số đó là bàn thắng giúp anh cán cột mốc 250 bàn cho Manchester United, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử nửa đỏ thành Man ở mùa 2016-2017. Đó là cú sút phạt có độ khó cực lớn khiến thủ môn Stoke bất lực dù đã bay người hết cỡ. Năm 2017, Barca đã có một trận đấu đầy khó nhọc trên sân của Villarreal và phải nhờ đến quả phạt thành bàn của Lionel Messi ở phút 90. Đội bóng xứ Catalan mới kiếm được một điểm. Anh đã tung cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn Asensio chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Don't know.
tháng 3 năm 2017 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi Barca hạ PSG 6-1 để thắng chung cuộc. Ở phút 88, Neymar đã phạt hàng rào đã khiến PSG phải trả giá đắt. Cú sút đẹp mắt ấy đã nâng tỷ số trận lượt về này lên 4-1. Còn đây là một trong những cú đá phạt khó chịu của Gareth Bale hồi năm 2013. Đây là bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp vào lưới đối thủ trong những phút bù giờ của trận đấu với Lyon. Năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng 1-0 trước Iceland và giành vé dự Euro 2016. Dù trong trận đấu khi đó họ chỉ còn 10 người, chính pha đá phạt thành công của Sekut Inan ở phút 89 đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ có được thắng lợi này. Euro 2004, đội tuyển Anh đã dẫn trước tuyển Pháp 1-0 cho đến phút 90, nhưng Pháp lội ngược dòng thành công với thắng lợi chung cuộc 2-1 ở 3 phút bù giờ kinh hoàng. Và Zidane chính là người đã chớp lấy cơ hội để quân bình tỷ số 1-1 sau một cú sút phạt siêu hạng. Klinsmann từng trượt dài trên sân cỏ sau khi ghi bàn và kiểu ăn mừng này của ông sau đó đã trở thành trào lưu trong làng bóng đá thế giới. Một cầu thủ sau khi ghi bàn quan trọng khi không khí World Cup năm 2018 đang lan tràn cũng như thực hiện một cú trượt để ăn mừng. Nhưng đáng chú ý là cú trượt này không có điểm kết thúc mà anh ta trôi khắp trên sân vận động. Đây chính là màn ăn mừng bàn thắng dài nhất thế giới và dĩ nhiên nó chỉ là một đoạn phim quảng cáo. Tình huống hài hước này xảy ra ở trận thắng 3-0 của New England Revolution trước Montreal Impact tại giải bóng đá Mỹ. Sau khi ghi bàn, Khi Kamara đã chạy ra sau cầu môn đối thủ và lắc mông ăn mừng. Nhưng lập tức, anh bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo vì cho rằng đó là một màn ăn mừng phản cảm. Trung vệ Jan van den Bos với cú sút bóng từ khoảng cách hơn 30m đã ghi một bàn tuyệt đẹp trong trận Besok thắng Gen 2-1 tại giải vô địch Mỹ hồi tháng 2 vừa qua. Sau đó, cầu thủ này đã có một màn ăn mừng tuyệt độc theo cách di chuyển của con sâu. Tiền đạo Anderson Lopez của một câu lạc bộ ở Nhật Bản vui mừng khôn tả ngay khi ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Anh đã nhảy qua hàng rào chắn quanh sân bóng để ăn mừng với cổ động viên. Tuy nhiên, phía sau rào chắn với các tấm biển quảng cáo đầy hấp dẫn kia là phần rãnh thấp của sân đấu. Và thay vì một màn ăn mừng hoàn hảo, anh chàng rơi từ độ cao 3m xuống đất và phải chịu một phen đau đớn. Tiền vệ Benjamin Colony cũng suýt chút nữa phải nhận tai nạn vì màn ăn mừng có phần hơi quá đà tương tự sau khi ghi bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho FC Zurich ở Europa League 2018. Do quá phấn khích, cầu thủ này đã nhảy thẳng xuống đường hầm một cách bất ngờ. Rất may là cú ngã này không làm anh bị thương và vẫn có thể thi đấu tiếp. Không chỉ các chàng trai mới có những pha ăn mừng ấn tượng, các cầu thủ nữ cũng sáng tạo không kém với những màn biểu diễn sau khi ghi bàn như vũ điệu lắc hông khoe vòng eo quyến rũ này chẳng hạn.
bá đạo hơn chút là pha ăn mừng quá khích của tiền đạo người Anh Vardy sau tình huống lập công giúp Leicester City giành chiến thắng 2-1 trước Sheffield United. Sau khi dứt điểm, chân sút này đã chạy về góc sân, trượt dài xuống mặt cỏ ăn mừng trước khi đá đổ cột cờ góc. Sau khi đứng dậy, anh lúng túng cắm lại lá cờ đã hỏng và bị trọng tài rút thẻ vàng trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Vừa rồi là những khoảnh khắc về bàn thắng phút cuối và hành động ăn mừng ấn tượng trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.